Quỹ Liệt Vị. Xin kính mời bình luận gia Lý Đại Nguyên, giáo sư Trần Đức Thanh Phong và giáo sư Dương Phạm Cao Dương. Dạ, hoan hỷ gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài. Vâng, kính chào khán thính giả của đài SBTN. Xin kính chào quý vị. Vâng, kính chào quý vị. Thưa quý vị, cái sứ mệnh của giáo dục là sứ mệnh vô cùng thiêng liêng và trọng đại. Nhờ giáo dục mà con người được sống với tất cả cái phẩm giá của một con người. Tuần trước, giáo sư Phạm Cao Dương và bình luận gia Lý Đại Nguyên đã nói về một cái nền giáo dục khai phóng và toàn diện. Qua đó thì hai giáo sư cũng đã nói về cái điểm tiêu cực của nền giáo dục Việt Nam. Thì hôm nay xin kính mời ba vị hoan hỷ chia sẻ với quý thính giả về cái nền giáo dục của Phật giáo. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, đích thực ra khi nói chuyện đến về giáo dục đó, thì lần trước giáo sư Cô Dương có nói là tất cả các nền giáo dục thì nhắm vào việc là xây dựng hay đào tạo lên những con người bình thường. Những con người bình thường của chúng ta hiện tại đang sống ở trong một cái xã hội, nghĩa là nhiều cái tương quan chằng chịt, khổ đau đầy rẫy. Con người của chúng ta đang phải sống trong một thế giới hăm hở tiến tới, không lúc nào ngừng nghỉ. Và con người của chúng ta, mỗi người đang phải sống trong một cái thế giới, cái vũ trụ vô thường. Thành ra khi mà nói đến nền giáo dục toàn diện để xây dựng con người bình thường đó, thì con người bình thường đó sống ở trong cái khung cảnh mà vô thường đó là một vấn đề rất khó khăn. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ có một cái thời gian ngắn, không thể nói hết được vấn đề giáo dục. Chúng ta chỉ đi xoay vào một vấn đề chính là vấn đề mà đạo lý của giáo dục, để mà đưa con người tới cái sự giác ngộ thực sự. Mà muốn giác ngộ thực sự thì phương pháp của nhà Phật đã nói rất rõ là con người đặt nặng vấn đề phải tự giác. Phải tự giác thì mới nhìn thấu được mọi vấn đề và phải mới sống được một cách bình thường trong một cái thế giới vô thường. Vâng, tôi xin nhường lời cho quý vị. Dạ, nói giáo dục thì giáo dục để làm gì? Nghĩa là ngoài cái vấn đề mở luyện cho con người thành con người tốt cho xã hội, trong cái những cái bước đường của một con người phải đi tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, cái quan trọng nhất vẫn là cái bước đầu là tu thân. Mà tu thân thì có nghĩa là dựa vào, mình dùng chữ giáo dục đây nhiều khi nó quá rộng lớn không thể giảng nghĩa được. Thế nhưng mà khi một con người cần tu thân đấy thì thấy cái xã hội của Việt Nam từ lúc chưa có chữ viết của mình ra nữa cũng dựa vào những cái lề thói, cái lối sống tìm con đường tốt để mà tự tu thân của mình thành con người có ích cho xã hội. Thành ra có thể nói rằng là trong cái giai đoạn hiện tại chẳng hạn thì mình thấy cái nó quá sa sút, thành ra cái vấn đề tu thân có lẽ rằng là mình phải coi nó là cái chính để mà xây dựng lại một cái xã hội nó vẫn tốt như ngày xưa. Dạ. Trân mời giáo sư. Thưa thượng tọa, thưa quý vị khán thính giả, tôi xin được méo mó nghề nghiệp một chút, tại vì tôi học sử và tôi đi dạy sử. Và thứ hai nữa là cái chương trình này do thượng tọa chúng ta đây chủ trương, thành thử ra tôi muốn nhắc tới cái vai trò của Phật giáo trong sinh hoạt giáo dục ở Việt Nam từ trước tới giờ. Cái điều này thì tôi cũng thấy nó phù hợp với lại nhận định của bình luận gia Lý Đại Nguyên là cái con người phải tự giác đã rồi mới có thể nói làm đến chuyện này chuyện khác. Cái trường hợp của các nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam trong quá khứ nó cho chúng ta thấy cái tinh thần tự giác đó. Thì nói tới vai trò Phật giáo trong
những quá khứ ít ra là 2.000 năm của dân tộc chúng ta, thì tôi thấy có ba cái nhận định như thế này. Nhận định thứ nhất là Phật giáo nói chung hay là các chùa nói riêng là cái nơi nảy nở, phát triển và cung cấp những trí thức đầu tiên cho sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt tư tưởng và sinh hoạt xã hội của Việt Nam. Bởi vì Khổng giáo xuất hiện và có cái vai trò độc tôn đó mãi về sau này mới xảy ra. Nhưng trong những ngày đầu của đất nước Việt Nam độc lập thì Phật giáo đóng vai trò quan trọng nhất để chúng ta dư biết là Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn là xuất thân từ một ngôi chùa, từ các chùa. Và thứ hai nữa là trong cái thời kỳ đó thì Khổng giáo chưa được phổ biến. Có chứ không phải không. Nếu mà chúng ta nhắc tới Tích Quang, Nhâm Diên, nói tới Sĩ Nhiếp, nhưng mà nó không nhằm vào quần chúng Việt Nam mà chỉ nhằm vào cái đám con cái các quan lại, tại vì con lại người Tàu đó. Bởi vì họ sang Việt Nam không bao giờ họ nghĩ chuyện họ lâu vài ba năm rồi thì sau đó hồi hương, thì họ phải tạo cho con cháu họ một cái sự sửa soạn nào đó để trở về. Đó là cái điều thứ nhất. Và vì vậy cho nên trong những ngày đầu tiên độc lập, từ thời nhà Tiền Lê chẳng hạn, thì sau đó là thời nhà Lý đó, thì những ai là những người đã giúp cho các vua thiết lập những cái căn bản đầu tiên cho một cái đường lối cai trị của quốc gia, và những ai là những người đã đứng ra thay mặt nhà vua để tiếp đón các sứ thần của Trung Quốc sang, thì đó là các nhà sư từ các chùa tới, Đỗ Pháp Thuận, rồi thì là Ngô Chân Lưu, rồi sứ Vạn Hạnh, mà ngay cả việc cung cấp những cái quan niệm về trị quốc như thế nào thì chúng ta cũng dư biết, đó là từ phía các nhà chùa. Chẳng hạn như là sứ Đỗ Pháp Thuận nói tới cái quan niệm về quốc tổ như Đằng Lạc. Sau đó thì là Vô Vi Cư Điện Các, xứ xứ tức Đao Binh, tức là không làm gì, ngồi ở trong điện, cứ theo cái đà đó để mà cai trị, thì cái việc đao binh nó tự nhiên nó ngừng khắp nơi. Thì cái điều đó quả thực nó đã xảy ra. Và Việt Nam trong 400 năm, một vài nhà nghiên cứu đã nói rằng cái tư tưởng đó, một phần nào nó ná như cái quan niệm laissez-faire đó, thì nước Việt Nam chúng ta đã cường thịnh trong 400 năm cho đến hết thời nhà Trần. Cái điểm thứ hai nữa là Phật giáo đã góp phần tạo dựng nên một cái quan điểm rất là cởi mở để tổ chức cái nền sinh hoạt của quốc gia. Chúng ta nhớ rằng trong những ngày đầu đó thì là Phật giáo nắm cái vai trò then chốt, Phật giáo nắm cái vai trò lãnh đạo cả về phương diện chính trị, văn hóa và xã hội. Nhưng Phật giáo đã không giữ cái độc quyền đó, mà đã thấy rằng đã gọi là giác ngộ sớm, thấy rằng cái vai trò của mình không phải là cái vai trò lãnh đạo chính trị hay giáo dục, cho nên đã nhường cái quyền đó cho phía bên Nho giáo. Và cái điều này chúng ta thấy đã được thực hiện ngay từ cuối thế kỷ cái nửa hai của thế kỷ thứ 11, tức là từ năm 1070. Đó, năm đó là cái năm mà các vua đã cho lập văn miếu. Thì trước thượng tọa có nhắc tới mấy cái biến cố đó đó. Rồi 1975 là mở khoa thi tam giáo, văn miếu và tam giáo đó. Thì là không có gì độc quyền của Phật giáo cả. Nếu muốn thì vẫn được như thường. Rồi sau đó thì là năm sau thì là Quốc Tử Giám, cái đại học đầu tiên của Việt Nam đó. Các nước Âu Châu mãi đến thế kỷ thứ 13 thì họ mới có những cái đại học, chứ Việt Nam chúng ta ngay từ thế kỷ thứ 11 thì đã có cái đại học đầu tiên rồi. Rồi sau đó thì là 86 thì có tòa Kinh Diên, tòa Trung Thư vân vân đó. Thì cách những cái công trình đó là Phật giáo không làm cái chuyện đó. Không bao giờ Phật giáo độc quyền trong các sinh hoạt chính trị và giáo dục cả, mà biết chia sẻ cho những người giỏi về cái phương diện đó. Đó. Rồi
ngay cả vua Trần Thái Tông, cái thời nhà Trần chẳng hạn, mà nếu quý vị có dịp đọc bài tựa của Thiền Tông Chỉ Nam, bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, thì vua Trần Thái Tông đã nói rõ cái vai trò của các thánh và của Phật. Phật thì lo dẫn dụ những người mà còn u mê, chỉ rõ cái đường sinh tử, đó là lời của thần Thái Tông, đạo của Phật tổ của chúng ta. Thế rồi thứ hai thì Khổng là chấp nhận cái trách nhiệm để lãnh đạo chính trị, lãnh đạo xã hội và thiết lập nên những cái quy phạm để cho đời sau noi theo. Thế và ông trích cái lời nhận định của Lục Tổ, nói rằng giữa các đại thánh nhân và các đại sư vô biệt, tức là không có phân biệt, giống nhau, hai bên phải dựa vào nhau. Thì chúng ta thấy là ngay từ đầu là như vậy, cái nó khác hoàn toàn với lại cái sự kiện mà bình luận ra Lý Đại Nguyên đưa ra đó, về cái chế độ hiện tại Việt Nam là họ không có chia sẻ cái quyền đó. Và cái thứ ba mà tôi nhận xét ở đây đó là mặc dầu về sau này thì cái độc quyền, cái việc giáo dục ở phạm vi quốc gia đó là do các nhà nho lãnh đạo, nhưng mà về phương diện quần chúng thì vẫn là do các nhà chùa. Và nhất là cái đặc tính của giáo dục của Việt Nam thời xưa là tự do, là của nhân dân, chính quyền chỉ đứng ra tổ chức nhận, đặt tiêu chuẩn rồi kiểm soát này mà thôi. Cho nên các chùa đóng vai trò rất là quan trọng, và không phải là dạy cho học trò đi thi đi cử, nhưng mà nắm cái vai trò giáo dục quần chúng. Và một cái điểm mà tôi thấy là chúng ta cũng nên để ý, tôi xin phép một phút thôi, là cái giáo dục đó nó không có tính cách chính thức, nó nằm trong nhà chùa mà nó xuyên qua các bà nội, bà ngoại, các bà mẹ mà đi chùa, nó nặng tên cái phạm vi tình cảm và phạm vi tôn giáo, phạm vi giáo lý. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái tinh thần của con người, cái cách cư xử, cách đối xử của con người. Và nó rất có hiệu lực, đến cái độ mà chúng ta thấy là cái xã hội chúng ta hồi đó rất là hiền hòa, không có những cái dấu hiệu của những sự bạo động. Ngay cả cái thời nhà Trần chẳng hạn, chúng ta nhớ là thời vua ông Lê Thái Tông, ông Trần Thái Tông là bỏ triều đình ra đi con mình thôi. Đầu tiên thì có 8 người tùy tùng, nhưng đến chân núi Yên Tử thì ông có một mình, ông leo lên trên đó ban đêm mà không sao cả. Cảm ơn giáo sư. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau phần thông tin thương mại của đài. Xin quý vị hoan hỷ tiếp tục theo dõi.